Xin chào các bạn, Diều Hâu đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay chúng mình mang đến cho các bạn một bộ phim về khủng long. Người đàn ông này nhặt được một viên hổ phách phát sáng. Nhìn vào bên trong thì thấy xác của một con muỗi cổ đại. 100 triệu năm trước, con muỗi này đã hút một ngụm máu của khủng long, sau đó bay đến nghỉ ngơi trên một cây thông. Lúc này nhựa cay chảy ra và khiến nó bị lấp vào bên trong lớp nhựa. Sau hàng trăm triệu năm bị chôn vùi bên dưới lòng đất, hổ phách được hình thành. Các nhà khoa học sử dụng công nghệ tiên tiến, lấy thành công máu của khủng long cổ đại, do đó thu được DNA của chúng, tiến hành nhân bản gen để tái sinh. Bọn chúng được nuôi trong công viên Jura. Tại nơi này, mọi người có thể vào tham quan, nhìn ngắm những loài khủng long ăn cỏ hiền lành. Có cả loài Megalodon cổ đại, cảm giác tận mắt nhìn thấy những loài này ngoài đời trông thật tuyệt. Nhưng người quản lý ở đây lại muốn nhiều hơn thế, để thu hút nhiều khách du lịch hơn. Họ không ngừng lai tạo cho ra nhiều loài mới để kích thích tò mò của mọi người. Gần đây họ đã tạo thành công sinh vật mang gen của Tyrannosaurus Rex. Claire là người phụ trách dự án này. Hôm nay, cô đi cùng ông chủ ghé thăm công viên nơi đang giam giữ khủng long bạo chúa. Lần đầu tiên nhìn thấy loài vật hung dữ này, ông ta không khỏi kinh ngạc, choáng váng trước ánh mắt đầy sát khí của nó. Vì lý do an toàn, ông chủ yêu cầu Claire giao cho Owen quản lý con khủng long này. Owen là một cựu chiến binh, anh ấy cũng là một người huấn luyện khủng long giỏi nhất trong công viên Jura. Lúc này anh đang huấn luyện loài Velociraptor, một loài khủng long ăn thịt có kích thước nhỏ. Sau đó Owen theo Claire đến nơi nhốt con khủng long bạo chúa. Anh ấy hỏi Claire, con khủng long bạo chúa này đã được trộn gen với loài khủng long nào? Claire chỉ biết gen chính là Tyrannosaurus Rex, còn lại cô ta không biết gì thêm. Sau đó thả một miếng thịt siêu to khổng lồ vào trong làm thức ăn cho nó, đồng thời cũng cho Owen tận mắt thấy được nó. Nhưng con thú này đã lâu không xuất hiện, điều này đang làm cho Claire hoang mang. Bảo vệ bật quét nhiệt độ toàn bản đồ nhưng cũng không phát hiện gì. Owen bên này nhìn thấy rất nhiều dấu chân trên tường. Claire chợt nhận ra, nhiều khả năng nó đã trốn thoát ra bên ngoài. Cô vội vàng liên hệ với phòng điều khiển để kiểm tra vị trí của khủng long bạo chúa. Theo bộ định vị được gắn vào cơ thể của nó, thì con này vẫn còn trong công viên. Owen và hai nhân viên đã vào bên trong để kiểm tra. Claire nhanh chóng thông báo cho Owen rời đi. Bọn họ nhanh chóng bỏ chạy nhưng đã quá muộn. Một nhân viên bị biến thành điểm tâm cho nó. Thời khắc sinh tử, Owen đã thoát ra ngoài kịp thời. Nhưng vì cánh cửa chưa đóng lại kịp, làm cho khủng long bạo chúa cũng thoát ra được bên ngoài. Anh lập tức chui xuống gầm ô tô ẩn nấp. Con khủng long từ từ tiến tới, đồng nghiệp chưa chạy kịp lập tức bị nó nuốt chửng. Owen nhanh chóng tưới xăng lên khắp người, nhằm che đi mùi của cơ thể người. Sau đó, giữ nhịp thở từ từ chậm rãi, nó tiến đến gần nhưng không phát hiện ra gì, nên liền bỏ đi. Owen thoát chết lần hai. Sau đó khủng long bạo chúa nhanh chóng chạy về phía trung tâm của công viên. Phòng điều khiển thông báo di tản khách du lịch nhưng bị ông chủ ngăn lại. Ông lo lắng điều này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công viên. Vì vậy, các nhân viên vũ trang đã được cử đến để âm thầm bắn hạ con vật to lớn này. Bọn họ theo tín hiệu định vị, nhưng đến nơi thì phát hiện nó bị con khủng long cắn bỏ ra khỏi cơ thể. Tất cả mọi người đều sửng sốt, con này thực sự quá thông minh. Chợt một giọt máu rơi trên tay anh ta, anh nhìn lên thì nó vứt anh ra xa rồi trực tiếp dẫm lên người. Tất cả quân lính còn lại cũng nhanh chóng mất mạng. Theo như phân tích của Owen, con khủng long bạo chúa với nhiều gen hỗn hợp này được nuôi trong điều kiện nuôi nhốt, lần đầu tiên ra thế giới bên ngoài. Để khẳng định vị thể bá chủ của mình, nó sẽ tấn công tất cả sinh vật sống mà nó nhìn thấy. Claire sau khi nghe, cuối cùng cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng, ngay lập tức ra lệnh đóng cửa toàn bộ công viên. Lúc này, ông chủ tìm gặp nhà khoa học phụ trách nghiên cứu về loài khủng long. Tìm hiểu thì được biết con này dựa trên gen của Tyrannosaurus Rex, có cả gen của mực và ếch. Không có gì ngạc nhiên khi nó có khả năng ngụy trang, nó cũng có thể tránh máy quét nhiệt độ trong công viên. Lúc này, Claire đang sơ tán khách du lịch thì chợt nhớ ra, hai đứa con cô ta vẫn còn tham quan trong đàn khủng long ăn cỏ. Hai đứa trẻ không hay biết chuyện gì, gặp phải khủng long bạo chúa, nó dễ dàng tiêu diệt một con Ankylosaurus, sau đó quay sang tấn công hai đứa trẻ. Sau khi dùng răng không thành công, con khủng long dùng móng vuốt sắc nhọn đâm xuyên qua lớp vỏ. May mắn hai anh em bỏ chạy kịp thời, phải nhảy xuống thác nước để thoát khỏi cuộc truy đuổi. Khi Owen và Claire đến đồng cỏ, nhìn thấy tất cả khủng long ăn cỏ đã bị nó cắn chết. Owen đã đoán đúng, khủng long bạo chúa không ăn thịt những con này, nó chỉ muốn phô diễn sức mạnh trước tất cả mọi loài vật. Sau đó cả hai đến một căn cứ cũ. Thật không may, con khủng long tìm thấy hai người. Sau đó hai người co chân bỏ chạy mới thoát được. Lúc này, chủ nhân của công viên trên một chiếc trực thăng đang tiến vào khu rừng. Dưới làn đạn súng máy hạng nặng, con khủng long chạy trốn một cách điên cuồng, cuối cùng xuyên vào chuồng nuôi của loài khủng long bay. Vô số Pterosa thoát ra bên ngoài, khung cảnh xung quanh trở nên hỗn độn. Máy bay trực thăng của ông chủ cũng bị Pterosa làm rơi. Tại thời điểm này, quân đội đã tiếp quản phòng kiểm soát và người đàn ông béo là chỉ huy. Ông ta đề xuất dùng những con khủng long còn lại để tiêu diệt khủng long bạo chúa. Đó là những con Velociraptor được Owen huấn luyện. Chỉ còn cách này là duy nhất để đối phó với con vật to lớn kia. Anh để những con Velociraptor này ghi nhớ mùi của khủng long bạo chúa, sau đó lên một chiếc mô tô sẵn sàng cho cuộc đối đầu cuối cùng. Chiếc lồng được mở, lập tức Velociraptor lao về phía cánh rừng.
quân đội và Owen dùng xe đuổi theo sau. Khủng long bạo chúa nhanh chóng được tìm thấy, nhưng Owen cảm thấy có gì đó không ổn, bởi vì Velociraptor không lao vào tấn công ngay lập tức, mà bọn chúng đang giao tiếp với nhau. Owen đột nhiên hiểu ra, hóa ra khủng long bạo chúa cũng có gen của loài Velociraptor trong cơ thể. Ngay sau đó, bốn con quay ngược lại, tấn công về phía bọn họ. Tất cả quân đội nhanh chóng thiệt mạng. Owen và Claire trốn trong phòng thí nghiệm với hai đứa nhỏ. Chỉ huy Fatty nói, từ lâu, họ đã lên kế hoạch sử dụng khủng long trong quân đội, định nghĩa lại vũ khí chiến tranh trong thế kỷ mới. Ngay sau đó, một con Velociraptor nhảy vào trong, nhân lúc nó tấn công chỉ huy. Bốn người bọn họ bỏ trốn khỏi nơi này, nhưng lại bị ba con còn lại vây quanh, đối mặt với những con vật được Owen huấn luyện từ nhỏ. Anh ấy đặt vũ khí của mình xuống, từ từ dùng tay vuốt ve bọn chúng. Quay đầu lại thì con khủng long bạo chúa đã đuổi đến nơi. Bầy Velociraptor quay lại đáp trả. Khủng long bạo chúa tức giận, lập tức ném bay một con ra xa. Sau đó hai con còn lại lao lên, nhưng rất nhanh chóng bị nó giết chết. Lúc này, Claire chợt nghĩ ra một cách. Cô đã nhờ một đồng nghiệp mở cánh cửa bí ẩn đó ra. Một bóng dáng to lớn từ từ bước ra. Đó là Tyrannosaurus Rex, được mệnh danh là bạo chúa của tất cả loài khủng long. Claire sử dụng một cây gậy tín hiệu để dẫn đầu Tyrannosaurus Rex đến nơi con khủng long đột biến gen. Hai con lao vào cuộc chiến một mất một còn, nhưng rốt cuộc thì Tyrannosaurus Rex đã chịu thất bại. Đối mặt với một con vật mang gen đột biến của nhiều loài, Tyrannosaurus Rex hoàn toàn không phải là đối thủ. Ngay khi sắp phải hứng chịu đòn chí mạng, một con Velociraptor duy nhất còn sống tiến đến cắn xé. Tyrannosaurus Rex cũng bật dậy chống trả. Đúng lúc này, Megalodon từ dưới hồ ngoi lên kéo con khủng long đột biến xuống nước. Chiến thắng thuộc về Tyrannosaurus Rex và Velociraptor. Owen miễn cưỡng, nhưng cuối cùng đã chọn để nó trở về với tự nhiên. Tyrannosaurus Rex trèo lên đỉnh của bục cao, lần đầu tận mắt nhìn thấy mặt trời mọc, gầm lên một tiếng đầy kiêu hãnh. Bộ phim công viên kỷ Jura 4 kết thúc tại đây. Nếu các bạn muốn chúng mình ra thêm các phần trước thì comment bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.